Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì mình xin chia sẻ một chút kiến thức của mình về bảo dưỡng xe máy. Và cụ thể đây là cách để kiểm tra nhấc máy xem có bị hụt hay không, hay là có cần phải thay hay không. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị một cái kìm. Cái kìm để mà dặn cái này, dặn cái que thâm nhớt ra, và một cái miếng khăn giấy sạch hoặc là một cái khăn vải tương đối sạch một chút xíu để mà lau cái que thâm nhớt, và cuối cùng là một ít nhớt nếu mà phòng trường hợp là bị thiếu nhớt thì các bạn có thể châm thêm, hoặc là trường hợp là các bạn muốn thay nhớt luôn. Đầu tiên thì các bạn dùng cái kìm để mà tháo cái nắp thứ nhất này, thì các bạn có thể nó cẩn thận có thể chêm thêm miếng vải để mà khi mình vặn thì nó không bị chày cái này. Ở đây thì mình không có làm, sẽ vặn cái nắp que thứ nhất này. Đây. Và tiếp theo là mình sẽ dùng cái vải hay khăn giấy mình lau sạch sẽ, lau để mà khô ráo sạch sẽ nha. Chú ý là các bạn nên dùng khăn giấy sạch sạch chút để không bị cát hay là gì đó, tại vì khi mà các bạn mà để nó bị dính mấy cái cát hay là những cái bụi hay gì á, thì sau khi mà các bạn bỏ vào đây á, cái nó sẽ bị hư hại động cơ đó. Và nói chung là khi mà các bạn mở nắp như nè, thì các bạn chú ý là đừng để bị cát bụi rơi vào đây nha. Đó. Rồi, thì sau khi mà mình lau sạch sẽ cái que thứ nhất này nè, que thâm nhớt này nè, thì mình sẽ cắm vào. Cắm thẳng vào. Các bạn lưu ý là khi mình cắm vào thì mình cắm để gì thôi, chứ mình không có xoay nữa nha. Rồi. Thì mức nhớt hiện tại của mình là nó không có bị hao nhớt, nó không bị hụt nhớt. Xe này mình chạy cũng mấy chục ngàn rồi. Ê hoài, năm ngàn mấy rồi. Thì nó không có bị mất nhớt nè. Hiện tại là cái mức nhớt nó nằm ở khoảng này nè, khoảng giữa đây nè. Thì chứng tỏ là nhớt vẫn còn đầy đủ. Chứ nếu mà nó nằm ở mức min á, mức này nè, là chứng tỏ là xe mình nó bị hao nhớt rồi, thì các bạn bắt buộc phải châm thêm. Còn nếu trường hợp mà nó qua mức này nè, nó qua luôn cái mức giữa này nè, chứng tỏ là cái nhớt mình nó bị thường quá, thì các bạn cũng nên tháo bớt ra chút xíu, tức là nên là ở nằm ở mức giữa này, chứ mà nhiều quá cũng không tốt, mà ít quá thì càng không tốt. Đó. Rồi. Với lại á, thì hồi nãy là cái nhớt của mình hiện tại là cũng cũ quá rồi, tức là mình chạy bữa giờ mình không có thời gian mình thay, nên thành ra là cái nhớt hồi nãy mà các bạn xem nó đang thui à. Đây. Nó cũng dơ lắm rồi nè. Cho nên đó là mình sẽ thay nhớt luôn. Còn trường hợp mà cái nhớt của mình nó còn hơi nâu nâu hay là còn vàng vàng á, chứng tỏ là nhớt mình còn sạch, tức là vẫn còn sử dụng được. Thì không cần phải thay. Nếu trường hợp mà không có bị hao nhớt, hụt nhớt thì các bạn cứ yên tâm là mình vặn lại vào lại để chạy tiếp. Đó, là tức là xe mình nhớt mình ok, không bị nhớt, không bị cũ, không bị đen, hoặc là không bị hao nhớt. Yên tâm là cắm vào. Còn trường hợp mà nó bị hụt nhớt các bạn phải châm ha. Châm thêm vào cho nó đủ. Đừng mấy đủ quá nha, đừng dư thừa quá nha. Đó, rồi. Thì bây giờ mình sẽ vặn vào lại coi như là xong. Siết mạnh mạnh một chút. Rồi, thì đó là cái quá trình các bạn kiểm tra cái nhớt xe máy mình. Phòng trường hợp là nhiều lúc mình quên thay nhớt máy hay gì đó, thì mình có thể gỡ cái que thâm nhớt này ra để mà kiểm tra, và có thể thay nhớt hoặc là châm nhớt thêm nếu cần.
Mà trường hợp mà nếu mà xe mà bị hiếu nhất là các bạn lưu ý là mình phải đem xe đi ra ngoài tiệm kiểm tra coi tại sao nó bị hao nhớt nha, chứ không có tình trạng gì mà đại chạy riết là nó hại xe lắm. Và có một lưu ý này nãy mình quên nói là trước khi mà mình kiểm tra thăm nhớt nè, là các bạn nên đề máy cho nó nổ khoảng tầm 2-3 phút gì đó cho nó nóng máy lên, thì cái lúc đó mình kiểm tra thì nó mới chuẩn. Còn nếu mà xe nó nguội quá thì nó kiểm tra thì có thể là nó không chuẩn bằng cái lúc mà xe đã nổ máy khoảng 1-2 phút. Thì đó cũng chỉ là cái kinh nghiệm mà mấy anh thợ thì họ chia sẻ cho mình thôi, chứ mình thật sự là mình không phải thợ, mình chỉ là một cái người dùng đi xe máy bình thường thôi và muốn tự tay chăm sóc xe máy mình và tự tay thay nhớt cho xe máy mình. Cho nên là những kiến thức nãy giờ mình chia sẻ về cái việc mà kiểm tra nhớt máy xe á, có thể là có những cái sai sót hoặc là thiếu sót, thiếu thốn gì điều gì đó, thì mong những ai mà có kinh nghiệm, những anh thợ xe máy, sửa xe máy nào mà có kinh nghiệm mà xem được clip này á, mà thấy là mình có thao tác sai hay là mình nói gì sai thì vui lòng là comment trong video của mình để mà góp ý hoàn thiện thêm cho video nha. À, rồi có cần hỏi gì thì các bạn cứ comment cũng hỏi mình, sẽ có biết gì sẵn sàng trả lời đó. Nói chung là trong quá trình học hỏi của mình, muốn tự làm mọi thứ thì cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ thôi. Và tiếp theo đây, sau cái video này á, mình sẽ làm thêm một cái video là hướng dẫn là tự thay nhớt. Đây mình đã chuẩn bị sẵn bình nhớt để mà thay nhớt cho xe máy mình đây. Thì trước khi thay nhớt thì mình thăm nhớt rồi, thì sẵn mình làm cái clip, thì sau cái clip này thì mình sẽ làm thêm một cái clip thay nhớt xe máy chi tiết từ A đến Z dành cho những người mà chưa biết gì giống như mình, những người mà chưa biết gì về xe thì có thể dễ dàng tự thay nhớt cho xe máy của mình ở nhà. Rồi vậy nha, nhớ hóng xem clip mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video mình. Chào mọi người. Xíu nha, có một cái điều chưa nói nữa là xe máy để mà khi mà kiểm tra nhớt á, thì các bạn phải chống đứng lên nữa nha, chống đứng cho nó chạy này thì kiểm tra nhớt máy mới chuẩn đó. Rồi ok, chào các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy những bạn nào mà đang quan tâm á, thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe đây, đăng ký subscribe theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút cái hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi ok, và tiếp theo nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group Yêu Nhà Vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư, đây link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video các bạn hãy dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn ha.